Tiếp tục cuộc hành trình đến thăm và tặng quà các đảo phía Bắc thuộc quần đảo Trường Sa, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã ghé thăm tặng quà đảo Chìm Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa. Thay mặt cho Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Đại tá Bùi Đình Dương đã trao những phần quà Tết cho các đơn vị đến tận tay cán bộ chiến sĩ đảo Đá Nam. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đảo Chìm Đá Nam đã vượt khó, chủ động, làm chủ khí tài, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng gia sản xuất, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu trên giao. Bộ Tài chính vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, đồng thời đảm bảo nguồn cung hàng hóa, giá cả ổn định. Bộ Tài chính đặc biệt lưu ý tới các mặt hàng, dịch vụ phục vụ nhu cầu Tết như là lương thực, thực phẩm, vận tải, đảm bảo không để xảy ra thiếu hàng, đầu tư găm hàng tăng giá. Các sở tài chính tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt là cước vận tải hành khách, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, đồng thời công khai tổ chức các cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó là phải đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tập trung vào các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, thuốc lá và rượu bia. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết tình trạng nghiện ma túy tổng hợp dạng amphetamine có xu hướng gia tăng nhanh. Tuy nhiên thì điều đáng lo ngại là hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp. Thống kê cho thấy amphetamine có khoảng 200 loại thuốc và ngày càng có nhiều thuốc mới, trong khi đó thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Theo các chuyên gia, amphetamine là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamine có tên khoa học là methamphetamine. Khi sử dụng thì nó có tác động trực tiếp lên hệ thống thần kinh trung ương, gây ra những thay đổi về suy nghĩ, hành vi và còn có thể gây ra ảo giác và hoang tưởng. Các chuyên gia cho rằng phác đồ điều trị ma túy được áp dụng trước đây là methadone không có tác dụng điều trị với ma túy tổng hợp. Vì thế, sự can thiệp về y tế kém hiệu quả. Các biện pháp cai nghiện chủ yếu áp dụng liệu pháp điều trị tâm lý hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng. Đội Quản lý Thị trường số 4, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh phối hợp với các ngành chức năng huyện Kỳ Anh đã vừa tiến hành tiêu hủy 218 kg chim én không rõ nguồn gốc. Trước đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với xe khách mang biển kiểm soát 51B18624 do Lê Quang Cảnh quê ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 4 phát hiện trên xe vận chuyển 4 thùng chim én đã qua sơ chế và bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lái xe Lê Quang Cảnh khai nhận 218 kg chim én này là của bà Hồ Thu Thủy ở xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thuê trở vào Nam để tiêu thụ. Sau những lo ngại của phụ huynh về sự hữu ích cũng như độ an toàn của game chinh phục vũ môn được đưa vào trường học, các cơ quan đơn vị tổ chức đã thống nhất tạm dừng cuộc thi này. Ngay sau đó, tiếp tục những cuộc thi khác đang được tổ chức tại trường học cũng lại được chỉ ra những tồn tại và bất cập. Và ngày hôm qua, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát lại các cuộc thi này. Cụ thể, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo tiến hành rà soát, báo cáo Bộ về các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh hiện nay, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn của giáo viên và học sinh khi tham gia các cuộc thi này và đề xuất hướng triển khai trong thời gian tới. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, việc này nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, thiết thực và hiệu quả. Những cuộc thi không thiết thực tạo áp lực đối với học sinh, giáo viên và các nhà trường, làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, gây băn khoăn cho giáo viên, học sinh, cha mẹ và xã hội sẽ bị loại bỏ. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vừa công bố dự thảo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành. Theo đó, để đánh giá chất lượng một trường đại học thì sẽ căn cứ vào 111 tiêu chí và 25 tiêu chuẩn. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục được xây dựng dựa trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do mạng lưới các trường đại học ASEAN mới ban hành tháng 7 năm 2016. So với Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học hiện hành chỉ có 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí, Bộ tiêu chuẩn mới có nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí hơn. Cụ thể, Bộ tiêu chuẩn được chia thành 4 nhóm, gồm đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược, đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống, đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.
Từng tiêu chí được đánh giá theo thang 7 mức để đánh giá, thay vì chỉ có mức đạt và chưa đạt như hiện nay. Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng khi có điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng nhóm đều đạt từ mức 3,5 điểm trở lên và không có tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2 điểm. Nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích lý thú, tăng cường giao lưu ngôn ngữ và nền văn hóa giữa các nước, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện tài năng ngôn ngữ. Vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội đã diễn ra ngày hội Festival ngôn ngữ cho học sinh cấp trung học cơ sở. Dù rơi đúng vào ngày lễ Giáng sinh, nhưng đêm liên hoan vẫn thu hút đông đảo các bạn học sinh ở nhiều lứa tuổi đến tham dự, cho thấy mức độ quan tâm của các em với ngôn ngữ của các nước. Thông qua các phần thi tranh tài hùng biện biểu diễn các tiết mục văn nghệ bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Festival ngôn ngữ tỏa sáng tài năng ngôn ngữ dành cho học sinh trung học cơ sở lần này đã tạo ra một sân chơi bổ ích lý thú, tạo cơ hội cho các em học sinh thể hiện tài năng ngôn ngữ của mình. Thông qua những ngoại ngữ đã và đang được triển khai nhiều năm qua tại các nhà trường trung học cơ sở trên địa bàn, các em được phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tăng cường tương tác và thực hành giao tiếp, giao thoa, văn hóa các nước, xây dựng hình ảnh học sinh hiện đại, năng động, tự tin và đầy sáng tạo. Với festival lần này, ban tổ chức cũng mong muốn giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong quá trình trở thành những công dân toàn cầu, những chủ nhân tương lai của đất nước. Cuối chương trình, nhiều phần quà cũng đã được trao tặng cho các em học sinh xuất sắc. Những thí sinh tham dự cũng không quên mang đến festival những màn giao lưu ca nhạc khuấy động sân khấu, hòa vào không khí Giáng sinh của cả nước. Cùng với nhiều hoạt động vui chơi giải trí trên cả nước, từ tối nay 25 tháng 12, khán giả có thêm một sự lựa chọn khi chương trình nhạc hội song ca bắt đầu được thực hiện. Đây là chương trình ca nhạc được mua bản quyền từ chương trình thi ca nhạc ăn khách nhất của Hàn Quốc với tên gọi US Song Festival. Tham gia cuộc thi, khán giả có điều kiện để thể hiện tài năng ca hát của mình cùng với nhiều thần tượng âm nhạc được khán giả trẻ mến mộ như Hoàng Bách, Lê Hiếu, Uyên Linh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương, Hà Vân, Just Phương, Khắc Việt, Bảo Trâm. Chương trình cũng có sự góp mặt của các tên tuổi đạo diễn chương trình như là Nguyễn Quang Dũng, giám đốc âm nhạc Đức Chí. Ngoài ra chương trình còn có khách mời bình luận mới như là Thanh Hà, Phương Thanh, Phương Uyên, Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Duy cùng với nhiều ngôi sao đến từ Hàn Quốc như là ca sĩ Ye Sung, nhóm Super Junior. Theo BS, công ty sản xuất chương trình, nhạc hội song ca 2017 gồm 16 tập, mỗi tập có 5 cặp song ca tranh tài để tìm ra 5 cặp thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết. Giải thưởng cao nhất sẽ lên tới con số 1,5 tỷ đồng cho người thắng cuộc. Số đầu tiên phát hành vào ngày hôm nay và đây sẽ là món quà ý nghĩa dành cho khán giả yêu nhạc. Và lúc này chắc hẳn nhiều người vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon sau một đêm Noel sôi động và đầy màu sắc. Noel năm nay trùng vào ngày cuối tuần nên có rất nhiều gia đình đã dành trọn cả ngày để đưa con em nhà mình đến các điểm vui chơi giải trí. Đặc biệt là học sinh ở các tỉnh lân cận cũng đã được nhà trường tổ chức tham quan vui chơi Noel ở Hà Nội. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Lần đầu tiên được nhà trường tổ chức đón Giáng sinh ở Hà Nội, những em học sinh cấp 1 của huyện Tiên Du, Bắc Ninh vô cùng háo hức. Những màn ảo thuật, tiết mục văn nghệ cùng món quà nhỏ nhỏ khiến ngày lễ Noel của các em thêm ý nghĩa. Noel chỉ đơn giản là đi ngắm những tiểu cảnh đẹp mắt, sinh động để có tấm ảnh ấm áp. Nói chung là rất là tuyệt vời, có không khí của Noel. Cho nên là bọn em đến đây bọn em chụp ảnh ạ. Cảm thấy vui như kiểu mình trẻ ra, mình trẻ con ấy. Nói chung là vào ngày cuối tuần thì mình dễ sắp xếp hơn. Vào ngày nghỉ thì mình có thời gian đưa các cháu đi chơi. Có thể nhận thấy giờ đây, không phải cứ đến nhà thờ, người dân mới được sống trong không khí Noel, mà tại các điểm vui chơi giải trí, người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, cũng có được ngày lễ vui tươi trọn vẹn. Năm nay, các khu vui chơi giải trí ở Hà Nội đã tạo ra những tiểu cảnh, đại cảnh đẹp mắt, sinh động để thu hút du khách. Đặc biệt, tại công viên Hồ Tây, những ngày này, trong khuôn viên ngoài trời rộng lớn, công viên Hồ Tây được trang trí rực rỡ như khoác lên mình chiếc áo mới mang đậm màu sắc của Noel, của năm mới, của lễ hội, của những câu chuyện cổ tích với các chủ đề như bản tình ca mùa đông, công viên tuyết trắng, vườn sao băng, dòng sông băng, núi tuyết, ông già Noel khổng lồ.
Chương trình của mình thì sẽ kéo dài từ ngày 23 tháng 12 hết Noel và kéo dài đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2017. Tức là chương trình một chương trình xuyên suốt từ hết Noel cho đến Tết Dương lịch. Hôm nay là ngày Chủ nhật, rất có thể không khí Noel và chào đón năm mới vẫn còn nối dài ở các khu vui chơi giải trí. Chính vì vậy, cơ hội thưởng thức Giáng sinh muộn vẫn dành cho các gia đình. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ cách mạng của vùng đất Bình Trị Thiên trong nhiều thập kỷ, nhạc sĩ, nhà biên kịch Trương Minh Phương được biết đến không chỉ là một cán bộ nhiệt tình năng nổ mà ông còn chứng tỏ là một nghệ sĩ đa tài. Những điều này đã được khẳng định tại hội thảo khoa học Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương đã diễn ra ngày 24 tháng 12 tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh của ông 1931-2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng gia đình cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương nhân sự kiện ý nghĩa này. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhạc sĩ đã có nhiều bài tham luận sâu sắc về cuộc đời sự nghiệp của nhà biên kịch, nhạc sĩ Trương Minh Phương, qua đó giúp mọi người hình dung rõ hơn giá trị sự nghiệp âm nhạc và biên kịch của ông. Sinh thời, Trương Minh Phương là một nghệ sĩ đa tài, sống khiêm nhường, lặng lẽ trên mảnh đất Bình Trị Thiên. Trong sự nghiệp sáng tác phục vụ cách mạng của mình, ông đã viết 128 ca khúc, hợp xướng, tổ khúc âm nhạc, gần 20 ca cảnh, kịch múa, hát nhạc mới, 60 tác phẩm từ kịch ngắn, kịch dài, dân ca kịch đến tiểu phẩm sân khấu, 6 công trình nghiên cứu âm nhạc và văn hóa dân gian. Các ca khúc của nhạc sĩ Trương Minh Phương đầy ắp chất trữ tình, giai điệu gần gũi, ca từ giàu chất thơ, ca ngợi tổ quốc, nhân dân như Chiều Trường Sơn, Lời Du của rừng, Đắp lại đường xưa, Nhắn cuội đêm trăng, vân vân. Giữa cảm xúc và kỹ thuật nó hòa vào với nhau thì lúc ông sử dụng, mà như là trong cái bài tôi viết ấy, tức ông sử dụng một cái nốt nhạc nó rất là sang trọng khi nó đúng cái hơi thở như vậy. Và đấy chính là có thể nói rằng cũng đấy là một cá tính sáng tạo hết sức là riêng biệt của một người lặng lẽ dâng hiến cho cái cuộc đời này. Đấy, ông này ông có một cái hay, tức là ông ấy chọn cái con đường đó và ông xác tín cái con đường ấy là ông đi, và ông không cần là nổi tiếng hay không nổi tiếng, không cần nhiều người hay ít người biết đến, trong giới biết đến, ông chỉ cần nhân dân biết đến, đời thường biết đến. Nhạc sĩ, nhà viết kịch Minh Phương là một người nghệ sĩ tài ba, có rất nhiều công lao trong cái sáng tác, phải không? Về phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, bất kỳ đề tài nào trong xã hội, trong cuộc sống là ông đều viết cả. Các nhà nghiên cứu và chúng tôi cũng đề nghị là phải trao những cái giải thưởng cao hơn nữa của nhà nước cho ông Trương Minh Phương thì mới thực sự là xứng đáng với cái tài năng và sự đóng góp của ông ấy. Nhà thơ Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, người từng có nhiều kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ Trương Minh Phương chia sẻ. Trương Minh Phương vốn là một con người lúc nào cũng nhỏ nhẹ, chân thật, ghét thói khoa trương ồn ào, ghét sự bon chen. Ông thường tránh xa danh lợi, chỉ luôn lặng lẽ bên ngòi bút trang giấy để miệt mài viết những gì mình yêu thích, khao khát và âm thầm hạnh phúc với những gì đã cống hiến cho cuộc đời. Cả cuộc đời của ông, cả một cuộc đời là chỉ có cống hiến và làm việc, và cái sự cống hiến làm việc đó không bao giờ trông mong là ai đó sẽ đề cao mình, ai đó sẽ đánh giá mình, cứ lặng lặng như vậy. Nhưng chính sự khiêm nhường, chính cái sự mà có thể nói là dân giả đó, cống hiến đó sẽ là đánh giá và khẳng định cái có thể nói cái tầm vóc, cái sự cống hiến, cái giá trị của những tác phẩm cũng như cuộc đời của ông để lại. Chúng ta phải có cái trách nhiệm tiếp nối truyền thống. Thì nhạc sĩ Trương Minh Phương ngay từ trong suốt cái cuộc đời hoạt động của ông thì ông cũng đã hoạt động trong cả hai lĩnh vực, và cái điều mà ông đã khai thác, ông gọi là dân ca thể nghiệm trong các cái bài lý, thì đó là một trong những cái đường hướng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần thiết phải áp dụng trong cái sự nghiệp bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống của Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Với sự nghiệp sáng tác đồ sộ của nhà biên kịch, nhạc sĩ tài hoa Trương Minh Phương, các đại biểu tham dự hội thảo khẳng định các tác phẩm của ông cần được dàn dựng, biểu diễn nhiều hơn trên sân khấu. Các nhà trường cần đưa vào giảng dạy những tác phẩm ấy. Việc quảng bá về các tác phẩm của Trương Minh Phương cần được thực hiện đúng mức để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông với nền âm nhạc nước nhà.
Nhân dịp này, nhạc sĩ nhà viết kịch Trương Minh Phương được truy tặng giải thưởng Đào Tấn năm 2016 vì những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật dân tộc ở các lĩnh vực sáng tác. Thưa quý vị, vào những ngày cuối tuần thì các tuyến phố đi bộ tại Hà Nội lại bắt đầu đông đúc. Tuy nhiên thì nhiều người phản ánh tình trạng nhiều hàng quán kinh doanh vô tội vạ lấn chiếm vỉa hè lòng đường đã khiến cho việc đi bộ tham quan của người dân và du khách trở nên khó khăn. Và người ta đã thắc mắc là liệu đây có còn là những tuyến phố đi bộ hay đã trở thành những phố ngồi từ bao giờ? Nhìn những hình ảnh này, có lẽ nhiều người sẽ tưởng rằng đây là khuôn viên của một quán bia hơi. Trên khắp các tuyến phố như Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Mã Mây, hàng quán tràn ra ngoài vỉa hè, lòng đường. Có những khu vực không gian đi bộ chỉ còn lại một khoảng trống rất hẹp, khiến việc di chuyển tham quan vốn là mục đích chính khi thành phố mở ra những tuyến đi bộ này, thì nay việc ấy bỗng nhiên lại trở thành con ghẻ. Ở đây thì cái việc đấy thì ai cũng nhìn thấy và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến, thứ nhất là đến hình ảnh của Hà Nội. Một cái mỹ quan, hai nữa là cái người dân đi bộ nó không thoải mái. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mặc dù đã được phản ánh nhiều lần, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Không chỉ vậy, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, khó kiểm soát này còn kéo theo nhiều tệ nạn khi trở thành môi trường tốt cho các cửa hàng ngang nhiên kinh doanh chất cấm. Có lẽ cái trách nhiệm của thành phố thôi, thành phố về chỉ đạo cho phường, mà phường không làm được là phạt phường. Nhưng có phải làm cái giới hạn, tức là cái vạch sơn, quy định ai mà tràn ra cứ phạt nặng vào. Không sử dụng các dịch vụ chiếm dụng lòng đường trong không gian phố đi bộ có thể là một trong những cách hữu hiệu để góp phần vào việc xây dựng và chấn chỉnh văn hóa kinh doanh ở phố đi bộ. Bởi hơn hết, vẫn là ý thức của mỗi người và mỗi hộ kinh doanh. Biểu diễn xiếc nghệ thuật trên băng được Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đưa tới khán giả thủ đô với những màn múa xiếc thú hết sức thú vị vào tối ngày hôm qua tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Với mong muốn giới thiệu quảng bá môn nghệ thuật đặc sắc này tới khán giả của Việt Nam, ban tổ chức cho biết toàn bộ các thiết bị hỗ trợ đều được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Múa ba lê, lắc vòng trên băng, hề trên băng hay màn múa quê hương Việt Nam cũng được các nghệ sĩ Ukraine biểu diễn rất uyển chuyển. Tại đây, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội được nhìn tận mắt những màn biểu diễn bài bản, điêu luyện của các nghệ sĩ. Để thu hút được sự quan tâm của khán giả thì việc biểu diễn nghệ thuật xiếc đã là khó và giữ được sự thăng bằng trên băng như thế này lại càng khó hơn. Những màn biểu diễn xiếc trên băng đòi hỏi sự thận trọng khi di chuyển và có lẽ chính vì sự kết hợp hài hòa giữa môn thể thao trên băng cùng với biểu diễn nghệ thuật này đã đem đến cho khán giả Việt Nam từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chương trình này ngoài việc thúc đẩy văn hóa, quan hệ giữa hai nước, còn giúp cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, đây là show diễn rất dài trong vòng 6 tháng đi qua rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều này sẽ giúp cho người Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa của Ukraine. Chúng tôi muốn mang đến một món quà cho các bạn Việt Nam cho đêm nay. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả trẻ em và người Việt sẽ yêu chương trình này, yêu bộ môn nghệ thuật này. Impossible, I fall through.
Chương trình sẽ diễn ra tại 21 tỉnh, thành phố trong cả nước từ ngày 23 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, trong việc chăm sóc trẻ thì việc làm cho các bậc làm cha làm mẹ luôn vướng vào những câu chuyện hàng ngày là làm thế nào để hình thành cho trẻ có những thói quen tốt và làm thế nào để điều chỉnh những thói quen hoặc những nhận thức lệch lạc của trẻ. Và để giúp các bậc cha mẹ giải quyết những khó khăn này, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Cuốn sách này sẽ cung cấp bí quyết hình thành những thói quen tốt cho trẻ. Câu chuyện nuôi con khôn lớn và khỏe mạnh là mong ước của tất cả các ông bố bà mẹ. Tuy nhiên, để tập cho con trẻ những thói quen tốt không phải là việc dễ dàng mà ai cũng có thể làm được. Vấn đề ăn uống của trẻ là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ. Chỉ khi ăn uống đủ dinh dưỡng, trẻ mới có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số trẻ nhỏ đều không ý thức được điều đó. Vậy để hình thành những thói quen ăn uống tốt của trẻ là làm thế nào? Cuốn sách này đưa ra một số hướng dẫn như chọn những dụng cụ ăn hấp dẫn cho trẻ tham gia vào quá trình chế biến thực phẩm, trang trí món ăn, giáo dục trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng, cha mẹ làm gương. Chỉ đây là một trong những cách điều chỉnh, bồi dưỡng thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành mà cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành giới thiệu và hướng dẫn cho các bậc cha mẹ. Cuốn sách chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là các bậc cha mẹ ngay từ lúc trẻ còn nhỏ đã chưa rèn luyện, bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt. Thói quen tốt là yếu tố quyết định vận mệnh, là quỹ đạo của thành công, là tài sản quý giá suốt đời, quyết định thành công của mọi đứa trẻ. Cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành, phân tích những thói quen thực tế của trẻ, mô tả tường tận, nội dung phong phú, là cẩm nang cho mọi bậc cha mẹ. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra cuối tuần. Mở đầu chuyên mục này sẽ là bài viết trên trang 18 của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Bài viết với nhan đề để không có thêm những dự án ngàn tỷ bị sa lầy. Kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng vốn trái phiếu doanh nghiệp cho dự án mỏ quặng sắt Thạch Khê gọi tắt là dự án được triển khai từ tháng 8 năm 2015 cho đến nay nhưng không thực hiện được vì các khách hàng ngân hàng e ngại những rủi ro về môi trường. Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng rất cân nhắc trong việc tiếp tục triển khai dự án Thạch Khê sau những gì họ đã phải gánh ở vụ Formosa. Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ ngành về việc có cho dự án này tiếp tục thực hiện hay không. Bên cạnh đó, sau 8 năm bắt tay và thực hiện, dự án cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản TKV liên tục vấp phải những khó khăn. Suốt từ năm 2008 cho đến nay, TKV đã nhiều lần phải cầu cứu chính phủ xung quanh việc kêu gọi các cổ đông khác góp vốn bởi không đủ 30% vốn chủ sở hữu theo luật khoáng sản hiện hành thì không thể đi vào khai thác. Chính phủ cần phải đưa ra những quyết định mang tính đột phá, bằng không chỉ quanh quẩn với những đề nghị của TKV mà năng lực triển khai yếu thì dự án tiếp tục sa lầy là điều dễ hiểu. Thưa quý vị, cũng trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, một bài viết khác cũng rất đáng chú ý đó là điểm nghẽn pháp lý khi sử dụng số dư tài khoản để đảm bảo khoản vay. Trong thực tế cấp tín dụng, việc ngân hàng nhận đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm của cá nhân hay là số dư tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của doanh nghiệp ngày càng phổ biến, nhất là khi đây là biện pháp đảm bảo dễ xác lập và xử lý. Chỉ có điều là các quy định pháp luật thì vẫn khá là nửa vời, đặc biệt khi mà dự thảo nghị định hướng dẫn phần quy định về các biện pháp đảm bảo trong Bộ luật Dân sự 2015 do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo vừa mới được công bố vẫn quy định cầm cố là biện pháp đảm bảo áp dụng cho thẻ tiết kiệm và bỏ ngỏ biện pháp bảo đảm đối với số dư tài khoản tiền gửi của cá nhân và số dư tài khoản thanh toán. Vậy câu hỏi đặt ra là nên công nhận rõ tài sản đảm bảo là số dư tài khoản tiền gửi hay là số dư tài khoản thanh toán và thế chấp.
là biện pháp đảm bảo áp dụng cho loại tài sản này. Thiết nghĩ ban soạn thảo dự thảo nghị định nói trên nên công nhận rõ tài sản đảm bảo là số dư tài khoản tiền gửi hay là tài sản số dư thanh khoản và thế chấp là biện pháp đảm bảo áp dụng cho loại tài sản này. Đồng thời thì cũng nên hoàn thiện hành lang pháp lý cho các giao dịch đảm bảo này cả trên phương diện xác lập, quản lý và xử lý. Chính điều đó thì sẽ giúp tháo gỡ được các khó khăn trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn đã nêu ở trong bài báo, qua đó thì sẽ góp phần khơi thông tín dụng trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong chuyên mục an toàn thực phẩm, trang 15 báo Thế giới tiếp thị có bài viết đặt ra một câu hỏi: thực phẩm Viba liệu có gây ung thư hay không? Và thưa quý vị, đây cũng là một bài viết độc giả đã gửi tới để có thể phản biện bài viết của giáo sư Trần Văn Quang, Đại học Oklahoma về sự lò vi sóng nấu Viba, sự tiện lợi chết người, để phản biện lại bài viết dùng lò vi sóng liệu có gây ung thư. Độc giả này nói rằng lò vi sóng thì không thể gây ung thư. Giáo sư Quang cho rằng lò Viba có thể tạo nên ung thư. Và đây cũng là trả lời bài viết của giáo sư Trần Văn Quang dựa trên những chứng cứ khoa học. Độc giả nói rằng người này không thể tìm thấy nghiên cứu trong các tạp chí khoa học có uy tín nơi chỉ đăng những bài nghiên cứu sau khi đã qua thẩm định của giới chuyên môn, mà rất tiếc là chỉ tìm thấy được trích dẫn nghiên cứu này trong những trang web lập dị cực đoan kiểu như Lovefly. Là một giáo sư, chắc giáo sư Quang cũng hiểu ý nghĩa của một bài báo khoa học được bình duyệt là như thế nào. Sao lại có thể dùng bài báo lời nguyền rủa như một chứng cứ khoa học để khuyên người tiêu dùng đừng xài lò Viba? Tôi thật không thể hiểu nổi, khoa học chưa bao giờ tranh luận về thực phẩm nấu trong lò Viba gây ung thư cả, và ít ra là cho đến lúc này. Tuy vậy thì có rất nhiều bài báo khoa học nghiên cứu về sự thất thoát dinh dưỡng với thực phẩm đun nấu bằng lò Viba so với cách nấu thông thường. Sự khác biệt không đáng kể nếu không muốn nói nấu ở lò Viba thất thoát dinh dưỡng thấp hơn do thời gian đun nấu ngắn. Họ cũng nghiên cứu những độc chất phát sinh qua nấu nướng, nhưng chắc chắn là động cơ nghiên cứu không phải vì bài báo nhảm nhí trên Lovefly. Các cơ quan an toàn thực phẩm trên thế giới như FDA, EFSA, WHO khi nói về lò Viba hầu như không bao giờ đề cập tới ung thư hay trầm cảm và giảm trí nhớ, giảm thị lực gây ra từ lò Viba. Họ chỉ hướng dẫn cách sử dụng lò Viba sao cho an toàn. Thưa quý vị, dân số trẻ và nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh trong những năm gần đây đã khiến cho Việt Nam trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất đối với các nhà cung cấp các loại đồ uống có cồn. Hiện, mức tiêu thụ bình quân của một người trưởng thành tăng 70% so với 10 năm trước đây. Đây là nội dung của bài viết thị trường bia rượu Việt Nam tăng trưởng quá nhanh trên báo Lao động cuối tuần số ra sáng ngày hôm nay. Một người trưởng thành trung bình uống 6,6 lít rượu trong năm 2015, tăng 70% so với năm 2005 theo Bộ Y tế. Mức tiêu thụ bia rượu năm ngoái đạt 3,4 triệu lít, tăng 10% so với năm trước nữa và 41% so với năm 2010. Với các công ty bia rượu giải khát quốc doanh dự kiến thì sẽ được tư nhân hóa, các công ty toàn cầu đang định vị vị thế của mình để tiếp tục đầu tư vào những thị trường tăng trưởng ở mức như thế này. Việt Nam được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những thị trường bia rượu tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Trong số 25 quốc gia ở những thị trường bia rượu lớn trên thế giới được khảo sát thì chỉ duy nhất có Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có tăng trưởng sản lượng bia liên tiếp trong ít nhất là 10 năm qua. Riêng với Việt Nam là 15 năm liên tiếp, đặc biệt là dân số Việt Nam thì không tăng trưởng nhanh bằng Ấn Độ. Và đây là điều khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài thực sự bị ấn tượng. Thị trường ở Việt Nam đang tiếp tục nhắm vào giới trẻ với độ tuổi trung bình là 28. Đây cũng là một trong những nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Cờ bạc, tệ nạn của cá nhân và quốc gia là nhan đề của bài viết đăng tải trên trang 47 của tờ Kinh tế Sài Gòn. Gần một thế kỷ trôi qua, thế giới đã thay đổi, bước sang thời đại mới. Vậy nhưng sự mê muội tìm kiếm sự giàu có từ sự may rủi hiện nay vẫn còn phổ biến trong xã hội Việt Nam. Nạn bài bạc ngày càng có nhiều hình thức, sổ số kiến thiết thì bị biến thành số đề, trò chơi dân gian đá gà, chọi gà cũng thành sới bạc, rồi sang bên kia biên giới chơi bạc thua nợ đến nỗi bị xã hội đen giữ làm con tin. Gia đình phải mang nhiều tiền để qua trả nợ chuộc người. Chưa kể đến nhiều sòng bài ở phố này hẻm khác, thậm chí cả trong công sở. Nói là chơi cho vui, chỉ vài chục vài trăm ngàn đồng nhưng không dừng được, thắng hay thua cũng trở thành con bạc khát nước như nhau. Đi cùng với bài bạc là lừa đảo, cho vay nặng lãi, xã hội đen, những thế lực gây ra rất nhiều tội ác. Tham gia cuộc đỏ đen có đủ thành phần, từ người bình dân cho đến thượng lưu, từ buôn gánh làm thuê cho tới công chức trí thức. Tác hại của nạn cờ bạc cũng không thấy rõ ràng như nghiện ma túy. Người ta thường nghĩ đơn giản là chơi cờ bạc chỉ mất tiền chứ chưa và không hại đến sức khỏe và làm cho con người tiêu tụy hình hài như là ma túy. Cơn nghiện cờ bạc cũng không nguy hiểm cho xã hội như là cơn nghiện ma túy. Ai ham chơi thì người đó mất tiền chứ không liên quan gì đến mình.
Chính vì thế mà dư luận bỏ qua hoặc là dễ dãi trong việc đánh giá hậu quả của tệ nạn này. Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường Thống nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam đã tổ chức hội nghị với chủ đề xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Tham dự hội nghị lần này có 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, chế biến, phân phối, xuất khẩu cùng với các địa phương. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm nay nông nghiệp có giá trị xuất khẩu khoảng 31 tỷ đô la Mỹ với 10 mặt hàng chủ lực có doanh số từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, nhưng nông nghiệp Việt Nam vẫn dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ, sản xuất lạc hậu, đời sống nhân dân còn rất thấp, sản xuất bấp bênh cộng vào đó là biến đổi khí hậu, Việt Nam hiện là quốc gia bị tổn thương nhiều nhất, cấu trúc kinh tế nông nghiệp đang thay đổi một cách tiêu cực. Ông Cường nhận xét, khi doanh nghiệp về nông thôn thì ngoài chuyện vốn, một bức xúc khác đang được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm là làm sao tập trung đất để sản xuất với quy mô lớn. Trước những thực tế này thì cần có một chính sách riêng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và sau khi nghe ý kiến từ các doanh nghiệp thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hứa là sẽ các cơ quan hữu trách sẽ có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục điểm báo của chúng tôi và ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng, trải lòng của nhạc sĩ Phạm Tuyên xung quanh những thay đổi của diện mạo thủ đô. Nga nỗ lực trong cuộc chiến chống rượu vodka giả. Pháp bán đấu giá bộ sưu tập khổng lồ liên quan đến ban nhạc The Beatles. Thưa quý vị, không phá đi cái cũ thì làm sao có được cái mới. Câu nói này chắc hẳn quý vị đã nghe rất quen. Đây cũng là diễn ngôn quen thuộc của một bộ phận cá nhân tổ chức dành cho những thay đổi trong quy hoạch và phát triển những năm gần đây của Hà Nội. Quả thực xã hội Việt Nam hiện tại đã xuất hiện nhiều những mâu thuẫn và buộc chúng ta phải lựa chọn giữa việc là bảo vệ nét đẹp văn hóa với phát triển lợi ích kinh tế và cuộc sống. Vâng, mới đây nhất thì là vụ lùm xùm xung quanh dự án quy hoạch ở số 22B Hai Bà Trưng, Hà Nội mà hẳn là quý vị đã biết khi mà tòa nhà Art Deco 2 tầng được xây dựng từ thời Pháp thuộc với cái tên là Hà Nội Cinematic, một rạp chiếu phim gắn với bao kỷ niệm và văn hóa của người Hà Nội, một thời nay thì đã phải nhường chỗ cho một trung tâm thương mại. Đã có quá nhiều những quan điểm được nêu lên qua hết sự việc này đến sự việc khác xung quanh những dự án quy hoạch liên quan đến bảo tồn di sản, các giá trị văn hóa của thủ đô và làm sao phải làm như thế nào để dung hòa giữa mối quan tâm lợi ích của cuộc sống với việc gìn giữ các di sản, những giá trị văn hóa. Thực sự luôn là một câu hỏi khó. Trong thời lượng của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi không tham vọng tiếp tục đi sâu vào những cái việc phân tích ai đúng ai sai và rằng phải làm như thế nào hay góp thêm một viên đá vào những sự việc đã rồi. Chúng tôi cũng chỉ xin góp thêm một lời tâm sự, những lời chia sẻ của một người con đã bao năm dành tình yêu lớn của ông cho Hà Nội. Bởi tình yêu đôi khi là mù quáng, tình yêu đôi khi chỉ là cảm tính, nhưng tình yêu với ngọn lửa của nó sẽ luôn làm cho ta muốn hết lòng cho những thứ ta yêu. Và mỗi người từ thâm tâm có lẽ rồi cũng sẽ tự biết mình nên làm gì cho đúng và tốt nhất. Tôi sinh ra là số năm Phố Hoàng Gia, nhưng mà đúng là tuổi thơ của tôi ở Hà Nội thì gắn rất ít thôi. Bởi lẽ rồi sau đấy cuộc kháng chiến, rồi tôi đi kháng chiến, rồi thì là mãi đến sau năm 54 tôi mới lại trở về. Thế nhưng mà những cái hình ảnh hồi bé của cái nơi mình sinh ra như thế vẫn để lại cho tôi nhiều cái ấn tượng. Cái hình ảnh của Hà Nội đậm vào trong tôi. Mặc dù là đi gần như là đi khắp các địa phương trong cả nước ấy, nhưng mà luôn luôn bao giờ mà để lại trong ý thức của mình ấy, trong tình cảm của mình thì vẫn là Hà Nội. Thank you.
Nội vang dền tiếng súng, lửa rực cháy sang phố phường yêu dấu. Lửa trừng trị về năm hai, rực bầu trời đêm Thăng Long, lửa hơn thấm bao năm nung nấu. Giặc tàn phá xa man, gieo tóc đang chất chồng, chúng ta gầm lên trả thù. Khi mà viết những cái Hà Nội những đêm không ngủ, tôi nhớ lên những cái hình ảnh rất là thân thương ở một dãy phố cổ vắng vẻ nhưng mà vẫn mang một cái sức sống mãnh liệt, mà cũng là xuất phát từ cái tình cảm của mình đối với cái mảnh đất mà mình đã sinh ra. Sau này thì là trong bất cứ tình hoàn cảnh như thế nào thì những cái địa điểm từ những cái năm kháng chiến Hà Nội để lại cho mình những cái tình cảm rất đẹp. Tại tình có đất nước còn sâu lắm, người Hà Nội mang trong tim độc lập tự do thiêng liêng, ngẩng đầu lên ngân cao tiếng hát. Dù đồ nó đau thương lòng chúng ta sáng ngời, máu xương dành lấy cuộc đời. Vẫn nụ cười rạng rỡ, gương mặt sáng thủ đô Hà Nội đêm nay vẫn vang bài tình ca. Hà Nội anh hùng, thủ đô của chúng ta. Có lẽ nói đến Hà Nội không thể không nói đến cái bối cảnh Hồ Gươm. Trong rất nhiều cái cảnh quan của Hà Nội thì cái Hồ Gươm vẫn là một cái để lại ấn tượng sâu sắc, không riêng cho người Hà Nội mà cho tất cả mọi người trên mảnh đất thân yêu của chúng ta và kể cả các khách du lịch nước ngoài. Một cái địa điểm để mà thể hiện cái tình cảm của yêu quê hương, cho nên là những lần gặp nhau mà lại gặp nhau giữa trời thu Hà Nội mà gặp nhau bên Hồ Gươm thì đấy nó là những cái nó vừa gắn với lại cái di tích lịch sử nhưng đồng thời nó lại vừa gắn với cái tình cảm của mọi người đối với Hà Nội. Gần đây thì khi mà thành phố có chủ trương là làm này cái phố đi bộ Hồ Gươm, mà riêng đối với tôi cho này thì là đấy là một cái chủ trương rất là đúng đắn để bảo vệ cái khung cảnh, bảo vệ cái bối cảnh của Hồ Gươm. Tôi đương nghĩ rằng thì là hiện nay khi mà cái hiện tượng đô thị hóa gọi là đường phát triển nhanh chóng, nhiều khi vì cái tiện lợi trước mắt mà không bảo tồn được cái di tích hay là cái không khí của một thủ đô yên bình, nhưng mà thì tôi cho như thế đấy là vấn đề mà đặt ra cho tất cả mọi người. Cuộc sống nó luôn luôn thay đổi, nếu mà mình chỉ giữ lại cái lưu niệm theo cái hình thức bảo tồn bảo cổ mà không nhìn nhận cái sự phát triển của đất nước thì không đúng. Nhưng mặt khác thì tôi lại nghĩ rằng thì là nếu chỉ vì cái thay đổi mà thay đổi luôn cả cái diện mạo của một thủ đô yêu quý của chúng ta thì cũng không nên có những cái di tích lịch sử, có những cái gọi là khung cảnh lịch sử mà dù có biến động gì đi nữa
cũng không thể biến dạng nó đi để mà thay đổi nó. Tôi rất mong rằng mình không bảo tồn, nhưng mà những cái nét đẹp của Hà Nội luôn luôn được gìn giữ, như là cái việc mà chúng ta khôi phục cái phố đi bộ Hồ Gươm là như vậy. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu phát triển, dẫu biết rằng có những lúc cần phải đánh đổi, nhưng không có nghĩa là thay đổi toàn bộ diện mạo của thủ đô. Làm sao vừa phát triển bền vững, vừa góp phần vào công cuộc bảo tồn các di sản, kiến trúc, không để thủ đô mất đi bất kỳ một mảnh ký ức nào nữa là việc rất khó, nhưng cũng là việc mà tất cả chúng ta cần chung tay góp sức phải làm. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12. Ngày hôm nay, vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam mang quốc tịch Anh sẽ hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc vào lúc 12 giờ 55 phút trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Cùng với vị khách này, hai vị khách thứ 9.990.999 tới từ Đức và 10.001 tới từ Thụy Điển cũng sẽ được lãnh đạo ngành du lịch tặng kỷ niệm chương và quà lưu niệm. Ba vị khách may mắn này đều đến Phú Quốc trên cùng một chuyến bay và sẽ nghỉ dưỡng tại đảo ngọc này nhân dịp năm mới 2017. Với sự kiện này, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm nay sẽ tăng 25% so với năm 2015. Ngày hôm nay, Hà Nội hoàn thành các hạng mục của tổ chức giao thông như hệ thống sơn kẻ, biển báo để phục vụ cho tuyến buýt nhanh bắt đầu chạy từ mùng 1 tháng 1 năm 2017. Trước đó, một số báo đưa tin ngày hôm nay Hà Nội bắt đầu cấm đường để phục vụ cho tuyến buýt. Nhưng thông tin đó là chưa chính xác. Đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ chỉ tiến hành tổ chức lại giao thông, chứ không phải là cấm đường từ ngày 1 tháng 1. Từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 12, lễ hội Hoa Hướng Dương diễn ra tại Nghệ An. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức với quy mô lớn. Gần 60 hecta hoa hướng dương được trồng ở các cánh đồng dọc hai bên đường Hồ Chí Minh. Nổi bật của lễ hội sẽ là đêm giao lưu nghệ thuật khai mạc và đêm hội sắc xuân. Tối 27 tháng 12 sẽ diễn ra đêm thi chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Hướng Dương và lễ bế mạc.